Xin chào tất cả mọi người đang trở lại với chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm cùng những nghệ sĩ mới, những giọng ca mới trên kênh radio Đồng Ca Nhỏ của Đức Tiến. Và ngày hôm nay, người tác giả mà chúng tôi muốn giới thiệu tất cả quý vị đó chính là nhạc sĩ Phạm Anh Tuấn. Anh là một nhạc sĩ tự do và anh đang định cư tại một đất nước xinh đẹp, đất nước Na Uy. Và anh Phạm Anh Tuấn là một người đặc biệt, rất là yêu nhạc cũng như là rất là đầu tư cho những cái gì liên quan đến âm nhạc. Trong một cái dạo mà anh sửa nhà và anh chụp hình cho tôi thì anh gửi đăng nguyên một cái phòng coi như là chỉ dành riêng cho âm nhạc. Ở đó có nhạc cụ rồi có những thiết bị thu âm. Và anh Tuấn là một trong những người rất khó tính trong âm nhạc cũng như là rất là nghiêm túc trong nghệ thuật. Thì và là một trong những người mà rất chịu học hỏi. Ở đây giá trị học hỏi mà Đức Tiến muốn đề cập đến đó chính là thế giới bao la của nghệ thuật thì học không bao giờ hết, không bao giờ là đủ. Thì trong một cái dạo lần đó anh Tuấn có hỏi là Tiến anh có nên học opera hay không, thì lúc đó Tiến thực sự là chưa có nghe qua giọng của anh Tuấn. Nhưng mà mình vẫn khuyến khích là anh ơi, tại sao chúng ta không học khi chúng ta vẫn còn đam mê và vẫn còn lửa trong người và vẫn còn thời gian. Không có gì là quá muộn khi chúng ta quyết định bắt đầu. Thì cho đến khi mà Đức Tiến nghe được giọng ca của anh thì Đức Tiến mới thực sự là cái điều mà mình chia sẻ với lại anh Tuấn thực sự là có cơ sở, hoàn toàn có cơ sở, là bởi vì giọng ca của anh thực sự nghe rất nồng ấm và rất là kỹ thuật. Đặc biệt nữa là nó có một cái nền tảng thanh nhạc nhất định mà không phải ở độ tuổi nào cũng giữ được cái kiểu như vậy. Và để nói thêm về cái ca khúc mà do chính anh Phạm Anh Tuấn, nhạc sĩ Phạm Anh Tuấn sáng tác, đó chính là một ca khúc có tựa đề Em Gái Và Mùa Xuân. Ca khúc này lần đầu tiên anh gửi cho tôi và sau đó vỡ bài rồi tiến hành hòa âm. Thì tôi nhờ một nam ca sĩ, đó chính là một giọng ca nam mà đặc biệt sau này anh Tuấn cũng rất yêu thích, đó chính là bạn trẻ, nam ca sĩ trẻ Phan Nhật Nam. Phan Nhật Nam trình bày ca khúc này. Và trong một lần có một cái cuộc thi tại Úc dành cho cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, thì anh Tuấn tôi cũng chia sẻ với thông tin đó và kêu anh Tuấn là anh ơi gửi bài đi, em thấy cái bài Em Gái Vào Mùa Xuân này nó phù hợp quá. Thì anh Tuấn nói là ok, Tiến làm gì đó, Tiến làm đi cũng được, không sao, chơi vui thôi mà. Thì bắt đầu tôi gửi đi thì quả thật là một cái kết quả ngoài mong đợi. Đó chính là bài hát được đoạt giải, một cái giải danh dự giá trị trong cộng đồng người Việt yêu âm nhạc tại Úc, tổ chức tại Sydney, một chương trình rất là hoành tráng và sướng tên của những người đoạt giải. Trong đó có anh nhạc sĩ Phạm Anh Tuấn với ca khúc Em Gái Vào Mùa Xuân. Thì ca khúc này ngay sau đó được phát trên nhiều kênh ở đài phát thanh ở Úc dành cho cộng đồng người Việt và được ấn phẩm thành những CD riêng của chương trình. Và ca khúc này cũng được hòa âm lại theo nhiều phiên bản acoustic nhạc mộc. Em Gái Vào Mùa Xuân là một trong những ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động, không phải quá ồn ào nhưng mà nó đủ như một cái tâm tình của một người Việt hy vọng vào những ngày tháng đầu năm, những cái điều đẹp đẽ nhất sẽ đến với dân tộc mình, đến với những người yêu thương, đến với những số phận Việt Nam mà anh muốn gửi đến trong ca khúc. Và Nhật Nam đã thể hiện rất thành công ca khúc này, và phần thưởng cũng là một cách minh chứng về điều đó. Và bây giờ không để mọi người đợi lâu, tôi xin phép được giới thiệu tất cả mọi người ca khúc có tựa đề Em Gái Vào Mùa Xuân, một sáng tác nhạc sĩ Phạm Anh Tuấn với tiếng hát trình bày của nam ca sĩ Phan Nhật Nam.
cho em thêm áo mới mỗi năm khi đủ xuân về. Ngày xuân em khoe màu áo mới, Chúa xuân lại về trên quê hương. Hạnh phúc lớn của em thơ có đâu ngưỡng xa xôi, rất đơn sơ bao như mơ, đến bên em rất hồn nhiên. Ngày xuân khi em còn rất bé, mỗi năm theo mẹ lễ chùa. Đầu năm để em thường nhớ đến tổ tiên và người đã khuất xa, thường nhớ đến những anh linh đã bao năm anh dũng hy sinh, quyết theo chân của cha anh sẽ hiến thân cho tự do. Ngày nay em đã thành thiếu nữ, dạy cho em từ lúc bé đến nay lòng này vẫn khắc ghi tình đất nước rất thiêng liêng, vậy luôn đi khắc trong tim. Chúc cho anh, chúc cho em và chúc non sông Việt Nam. Xuân về, ngày xuân em khoe màu áo mới, Chúa xuân lại về trên quê hương. Hạnh phúc lớn của em thơ có đâu mà hướng xa xôi, rất đơn sơ bao như mơ, đến bên em rất hồn nhiên. Ngày xưa khi em còn rất bé, mỗi năm theo mẹ lễ chùa. Đầu năm nay em thường nhớ khuất xa, nhớ đến những anh linh đã bao năm anh dũng hy sinh, quyết theo chân của cha anh sẽ hiến lên cho tự do. Ngày nay em đã thành thiếu nữ, khắc ghi công ơn sinh thành đã dạy cho em từ lúc bé đến nay lòng này vẫn khắc ghi tình đất trong tim. Chúc cho anh, chúc cho em và chúc non sông Việt Nam. Tình đất nước rất thiêng liêng phải luôn ghi khắc trong tim. Chúc cho anh, chúc cho em và chúc non sông Việt Nam.